Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh Sông Ngủ Vancouver. Như lời hứa hôm trước, mình sẽ giới thiệu với các bạn những quyển sách cực kỳ đáng yêu liên quan đến chủ đề tin học và máy tính. Những quyển sách này chỉ để giới thiệu về khái niệm thôi. Còn nếu mà bố mẹ nào muốn các con bắt đầu viết code thực sự thì chúng mình sẽ gặp nhau trong một video khác nhé. Quyển sách đầu tiên cực kỳ nhỏ xinh và đáng yêu có tên là Baby Love Coding, có nghĩa là em bé thích lập trình. Quyển chỉ có chưa đến chục trang với minh họa ngộ nghĩnh, chú thích dễ hiểu, bạn nào chỉ cần biết vài từ tiếng Anh là có thể đọc được. Em bé nhìn đoàn tàu và nghĩ có màu xanh da trời rồi, màu vàng rồi, màu xanh lá cây rồi, vậy toa tàu màu đỏ ở đâu nhỉ? Hóa ra chính là ở trong chiếc hộp ở góc phòng này. Và em bé sẽ di chuyển để đi đến đó. Em bé bám vào bàn rồi đi 3 bước về phía phải, 3 bước đi thẳng, 3 bước rẽ trái. Sau đó em bé tự đi 3 bước nữa là đến và lấy được cái toa tàu màu đỏ. Tập hợp của những cái bước đó thì chính là thuật toán. Con tàu chuyển động được chính là nhờ tuân theo thuật toán đó. Một cái máy tính siêu nhỏ ở trong tàu sẽ nói cho tàu biết là phải làm gì. Và ai là người nói cho máy tính phải làm những việc như thế? Chính là lập trình viên. Xem sơ sơ như vậy mà hết nửa quyển sách rồi. Mình sẽ giữ bí mật nửa cuối không lại mất hết bất ngờ nhé. Quyển tiếp theo thì dài hơn một chút nhưng mà lại có những trò chơi tương tác siêu hay, có tên là My First Coding Book. Những khái niệm, quy tắc trong tin học được giải thích rất là trực quan. Ví dụ như là để giải thích về bug, tức là lỗi trong lập trình, thì trong quyển sách này có một dây chuyền sản xuất bánh này. Và các bạn bé có thể tìm xem trong cái dây chuyền này chỗ nào thì là lỗi, chỗ nào là không. Ví dụ như ở đây, đầu tiên là cho bột vào chậu này, thả trứng vào thì có phải là lỗi không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì đúng là làm bánh thì mình cần phải thả trứng vào trong bột. Và tiếp theo, thả găng tay vào, có phải lỗi không? Chính xác là một lỗi, bởi vì là không ai muốn có găng tay ở trong đĩa bánh của mình cả. Có rất là nhiều chỗ lật dở khác để bạn bé tìm xem là có lỗi ở trong đây hay không. Trong quyển sách thì có rất là nhiều hình thức tương tác tùy thuộc vào từng trang. Chẳng hạn như là ở đây thì có kéo ra kéo vào này, hoặc là có thể xoay để thay đổi. Và cuối cùng khi mà lật điểm ở đây thì bạn sẽ nhìn thấy điểm nó thay đổi theo. Các khái niệm cũng rất là phong phú. Chẳng hạn như có cả định nghĩa về vòng lặp này, điều kiện if else, hay là cách vẽ các biểu đồ flowchart. Tác giả của quyển sách này chính là quản lý của trang web code.org, một trang web lập trình miễn phí dành cho thiếu nhi và được đầu tư rất lớn từ Microsoft, Amazon, Facebook. Vì thế không ngạc nhiên là quyển sách này lại xuất sắc đến vậy. Nếu bé nhà bạn lớn hơn một chút và thích truyện tranh thì đây sẽ là một lựa chọn không tồi. Nói thật là mình cũng chưa đọc hết cả tập này bởi vì mình không phải là fan của truyện tranh. Thế nhưng mà mình đã đọc một vài quyển đầu tiên thì thấy khá là hay. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên đến trường trung học của một cô bé. Những tình huống thể hiện trong chuyện rất là chân thật. Chẳng hạn như là cảm xúc buồn chán cô đơn khi mới đến một ngôi trường mới. Cả việc cô bé đầu gấu đắt trả lại khi mà nghĩ là mình bị bắt nạt. Và tiếp theo đó là những khám phá thú vị về môi trường, chẳng hạn như là chú chim thực ra là một con robot, hay là tại sao cánh cửa ở trên tất cả các tòa nhà trong trường đều có số 9. Từ đó bạn ấy bắt đầu bước chân dần vào thế giới của hệ nhị phân, mật mã và có những chuyến phiêu lưu thú vị ngay trong chính môi trường của mình cùng với các bạn. Một series khác cũng rất là hay đó là Hello Ruby, cùng có 3 quyển về máy tính, mạng internet và lập trình. Trong quyển chuyến du hành vào máy tính này, bạn Ruby, bạn ấy dùng trộm máy tính của bố mà không tìm thấy con trỏ ở trên màn hình. Thế là bạn ấy hỏi bạn chuột và bạn chuột cũng không thấy con trỏ đâu cả. Thế là bạn chuột đã dẫn bạn Ruby chui vào trong máy tính, đi qua từng tầng một để tìm con trỏ. Bắt đầu từ mạch điện, chỗ mà chỉ có hai trạng thái bật và tắt, sau đó đi lên cổng logic. Bạn Ruby phải trả lời được những cái câu hỏi mà các bạn NOR, SOR, NOT để đặt ra thì bạn ấy mới có thể đi tiếp vào trong. Trong chuyến hành trình này, bạn Ruby bạn còn gặp cả bạn Sepu rất là bossy, kiểu chuyên gia lệnh cho người khác, và cả bạn Ram đang chạy hùng hục với tốc độ siêu nhanh. Bạn Ruby có tìm được con trỏ hay không thì các bạn hãy cùng đọc nhé. Và cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn một quyển mà bé nhà mình thì chưa đọc được mà mẹ bé đọc là chính, Jock and the Unbreakable Code. Quyển này nằm trong một series truyện của hai bố con nhà Stephen Hawking, một trong những nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Có mấy quyển trong series này đã được dịch ra tiếng Việt. Mình nhớ là có chiếc chìa khóa vũ trụ của Jobs và vụ nổ Big Bang. Nhưng mà rất tiếc quyển này thì chỉ có bản tiếng Anh thôi.
Nếu bạn nào chưa từng biết đến series này thì mình giới thiệu một chút là Jock là một cậu bé sinh ra trong một gia đình theo kiểu là anti công nghệ. Trong nhà không có bất cứ một thiết bị điện tử nào, tức là không có tivi, không có máy giặt, chứ đừng nói là điện thoại thông minh hay là máy tính. Trong khi đó bạn thân của Jock là Annie, là con của một giáo sư đầu ngành. Nhà Annie thì không thiếu một thứ gì, từ dụng cụ thí nghiệm, kính hiển vi, cho đến thậm chí là cả một cái siêu máy tính mà là đối tượng truy tìm và đánh cắp ở trong cái tập 1 của series. Trong quyển truyện này thì những chuyện kỳ quặc bắt đầu xảy ra khi mà tiền trong ngân hàng thì tung bay khắp nơi. Hệ thống thanh toán ở siêu thị thì không hoạt động nên là mọi người được mua đồ miễn phí. Thậm chí là hệ thống quản lý hàng không cũng trục trặc, máy bay thì không được phép cất cánh. Thông qua cuộc phiêu lưu của Jock và Annie, các bạn nhỏ sẽ được làm quen với những khái niệm chẳng hạn như là mật mã máy tính, các hệ số đếm, phần mềm gián điệp, biết được Turing là ai, Enigma là máy gì. Nói đến đây tự nhiên mình nghĩ đến một bộ phim không liên quan đến chủ đề sách vở nhưng mà liên quan đến Turing, đó là Imitation Game. Mình nghĩ là bạn nào mà thích kiểu mã hóa với giải mã thì chắc sẽ thích bộ phim này. Thật ra thì có rất nhiều bộ tương tự như những bộ mình vừa giới thiệu với bạn, chẳng hạn như là Kids Get Coding này. Có thể là phụ thuộc vào sở thích của từng người. Ví dụ như mình thì mình thấy những cái bộ vừa rồi là những bộ mà cân bằng nhất giữa trí tưởng tượng và kiến thức thực tế. Nếu các bạn biết quyển sách hay là series nào hay thì hãy giới thiệu cùng với mình và mọi người ở trong phần bình luận ở dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn nhận được quà nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.